Xong lần thứ ba về ửng chơi tới cái thuyết bá đạo, quá hợp với vua Tần luôn, bá đạo là đúng mà. Thằng nào muốn bá quyền thì thằng đó phải bá đạo. Mà về ửng nó còn chính sách nó rất là man rợ, vậy nó mới là bá đạo chứ không nó là dương đạo rồi. Chính sách gì biết không? Ở nhà mà có hai thằng con trai không cho ở chung nha, nó sợ chơi BD ba ơi. Anh giỡn thôi. Vậy ổng qua Đức Tần, qua Đức Tần được làm chức bự như chức tể tướng vậy đó. Nó làm cho mấy cái thằng mà hoàng thân quốc thích nó không thích men. Nhưng mà thôi cái chuyện đó kệ bà, tụi mày không thích thì thôi kệ té tụi mày, chứ tao thương ổng trong ngán nào. Võ luyện văn ôn học binh thư, nếm mật nằm gai đợi báo thù. Thảm sát Trường Bình thù Triệu Quát, xích bích ngàn năm hận Tôn Lưu, Bạch Khởi Trương Nghi Bình Chí Thất, Tây Thi Phạm Lãi Định Xuân Thu, Chỉ Quốc Tề Gia Trang Nam Tử, Xa Trường Giết Địch Sử Mãi Lưu. Xuân Thu Luận Kiếm, Di Nguyễn. Di Nguyễn, thiên hạ đệ nhất chém gió xử tàu. Xin chào mấy em. Anh Di Nguyễn là có một bụng kinh sử mà anh không muốn là sau này tuyệt học cả đời của anh nó bị thất truyền, nên anh mới làm cái chùm video này. Chùm video mà chém gió những nhân vật kiệt xuất của lịch sử Trung Hoa. Wow. Anh dùng chữ Trung Hoa nha, mấy nên nhớ anh dùng chữ Trung Hoa. Anh đã xem rất là nhiều cái kinh mà nó làm về lịch sử rồi. Nói thiệt với mày, tao vô chừng 30 giây là đi ra mấy em. Buồn ngủ quá. Nó Google không ông ơi. Buồn ngủ quá mấy em, không vậy sao vô. Hãy để anh Di Nguyễn dạy sự. Đây là cái lớp học sử free online nha, mà có điều là sử Tàu à. Tại vì sao? Tại vì sử Tàu nó có trước sử Việt Nam vậy thôi. Anh sẽ kể cho tụi em nghe những câu chuyện cách đây gần 3.000 năm. Wow. Đúng không? Lúc đó anh thấy là người, con người chúng ta, nó đã gọi là con điếm chó như thế nào. Không chờ tới bây giờ. Bây giờ nó tại sao xã hội loài người ta lừa nhau, tại sao nhỏ đó nó có bầu với thằng khác mà nó bị đặt nó quen em này nọ cho em đổ vỏ. Nó cái chuyện đó tại mày ngu. À. Và khai pháo cho cái chủ đề ngày hôm nay, anh sẽ nói về một người rất là thích. Một người rất là thích. Thương ưởng người nước vệ. Nickname là gì? Mấy em comment vô đúng trúng event. Thôi tao nói luôn cho lẹ, Thương Quân. Chúc anh đố con khác nha. Chúc anh đố con khác. Ở trong chương trình là nhiều con đố lắm em đó. Thì tại sao anh thích nói về Thương Ưởng đầu tiên? Tại vì đối với anh, Thương Ưởng nó mang lại cho anh một cái nguồn cảm hứng để anh nghiên cứu sử Tàu mấy em. Wow. Đó, Thương Ưởng là một người rất là giỏi đó. Mà bây giờ anh không có khen cha này, mà anh nhận định về cha này. Nó có những cái hay ở trong cái thời Xuân Thu Chiến Quốc đó mấy em. Cái thời Xuân Thu Chiến Quốc là cái thời mà Na Tra Dương Tiễn đó. Na Tra Dương Tiễn với Hao Thiên Khuyển đó. Nó đi đánh Giang Sơn đó, cho Cơ Sương và Cơ Phát lập ra nhà Chu. Nhưng mà sau là nhà Chu BD quá, nó bị phân tranh, nó bị chia thành những nhiều nước khác nhau. Đông lắm em. Nó trong đó có nước Việt nữa. Có nước Việt nữa mà không phải Việt Nam nha. Không phải Việt Nam, có chừng lộn. Thì cái thời đó nó loạn lạc tùm lum hết. Và Dễ Ưởng hay là Thương Ưởng, tên là Thương Ưởng nhưng mà Dễ Ưởng là tại người nước Dễ. Sống ở bên nước Vệ, xong qua bên nước Ngụy. Lúc đầu cái video này hơi khó mấy em, tại nó nhiều nước quá. Nó nhiều nước quá, nhưng mà mấy em, nước Vệ là cái chỗ mà nó hôm thao thôi. Giống như anh là quê Bến Tre vậy đó em, nhưng mà là người Sài Gòn. Đó, nhớ nha. Nhớ anh Di Nguyễn là người Sài Gòn nha mấy em, quê Bến Tre. Thiền Thương Ưởng này nè, nó là người nước Vệ, nhưng mà sinh ra ở nước Ngụy, học thành tài thành nước Ngụy, đệ tử cho cha thừa tướng nước Ngụy luôn. Hãy comment tên là cha thừa tướng nó vô. Hên đúng rồi mấy. Học vậy nó mới vô mấy em. Anh đố đó, thừa tướng nước Ngụy lúc đó là tên gì đó. Nhưng mà thừa tướng nước Ngụy này nè dạy cho Thương Ưởng cũng khá nhiều điều, và Thương Ưởng có đọc chùa thêm trên chương trình Di Nguyễn livestream nữa.
nên là kiến thức của Thường Ưởng hơi bị bá. Bá. Ủa Duy Nguyễn livestream là đâu? À like trên nick tích xanh Duy Nguyễn nha, nick tích xanh Facebook em. Follow đi để nghe đàm đạo chém gió. Mà cắt chút nóng quá mày coi máy lạnh mở nhiêu độ mày. Nóng quá nói sao nổi. Người ta giảng viên đại học người ta giảng phải máy lạnh này nọ kia. Người ta giảng người ta lấy tiền đó ba. Nhưng mà tao nói thiệt chứ giảng sao mà hào sảng như anh đúng không? Giảng sao mà sốc như anh được? Dám kêu là thằng Thương Ưởng không? Sao dám? Đúng không? Anh thích nói về sữa tàu đó thoải mái mấy em. Anh là dân Tây Nam Bộ mà. Anh thích kêu mày tao vậy đó. Thằng kia thằng đó. Đúng không? Mà nói về sữa tàu đó nhẹ nhàng. Đó là nguyên nhân nha. Nè, thằng cha thừa tướng này nè. Thằng cha thừa tướng này á dạy thằng Thương Ưởng rất là giỏi, tiến cử cho ông vua Ngụy luôn. Nhưng mà thằng cha thừa tướng này cũng điếm chùa lắm. Trước khi chết, ông dặn thằng vua Ngụy lúc bây giờ đó là bệ hạ coi coi thằng Thương Ưởng này nè. Nó giỏi lắm. Sau khi mà thằng thần chết á thì bệ hạ phải trọng dụng nó. Còn nếu bệ hạ không trọng dụng nó thì giết nó luôn đi để cho nó đừng có làm thằng phản đồ của BBT. Đó. Ghê chưa? Thấy ông thầy ông sư phụ mày mà quốc đệ tử vậy đó mấy em thấy làm sao? Đó là một ý thứ hai, nhưng mà vua này nó về nó suy nghĩ nó ok được rồi tập ru rồi đó. Rồi tối đó cái lương tâm của thừa tướng này nó còn cái răng sót lại. Nó cắn chút. Nó kêu Thương Ưởng vô. Thương Ưởng ơi tao lỡ tao tố mày. Tao lỡ đấu tố mày rồi giờ thôi tao xin lỗi mày nha, thôi mày trốn lẹ đi. Không ổng giết mày giờ nè. Cái Thương Ưởng nó không trốn. Mày lì lắm, mày trung lắm em, nó không trốn. Nó không trốn, nhưng mà nó tự cho rằng là vua không giết nó. Nhưng mà đúng thiệt thằng vua không giết nó. Nhưng mà thằng vua cũng không dùng nó luôn. Tại vì cái triều đình Ngụy lúc đó nó thối nát. Nó con ông cháu cha chạy chức chạy quyền. Đó, triều đình Ngụy lúc bây giờ nó banh chành rồi sau khi thể tử tể tướng chết. Nó còn hai thằng. Thằng Bàng Nguyên. Biết Bàng Nguyên ở gì chút mốt anh sẽ làm video về Bàng Nguyên sau. Thằng thứ hai là Công Tử Ngang. Mà thằng Công Tử Ngang là con ông cháu cha. Đó, còn thằng Bàng Nguyên ăn học thành tài. Thằng Bàng Nguyên là sư phụ nó là ai? Sư phụ nó là ai? Điện vô mấy em. Bàng Nguyên. Nếu mà các em mà không biết sư phụ của Bàng Nguyên á thì tụi em chưa chém gió về Xuân Thu Chiến Quốc được đâu nha. Sư phụ của Bàng Nguyên là một người rất là giỏi. Quá kể như là giống như giáo sư vậy đó mấy em. Không phải giáo sư giờ nhưng giáo sư xưa. Giỏi lắm. Cỡ Khổng Tử đi ngủ. À nói vậy thôi. Sao vẫn nóng ta. Thôi quay lại vấn đề Dạy Ưởng. Cuối cùng á Dạy Ưởng không có được trọng dụng mấy em. Dạy Ưởng không có được trọng dụng. Tại vì có con Công Tử Ngang, có thằng con cháu cha đó nên Dạy Ưởng không được trọng dụng. Nó Dạy Ưởng phải đu càng. Dạy Ưởng chuẩn bị đu càng qua bên nước Tần. Nước Tần là vùng đất ở phía tây của nước Ngụy. Nước Ngụy là Trung Nguyên mấy em. Nước Ngụy là cái giống như là trung tâm vậy đó. Còn nước Tần là Mang Di, Mọi Rợ. Ok hiểu chưa? Tần là sau này có Tần Thủy Hoàng đó. Wow. Thì nói chung cái lý do gì mà Thương Ưởng nó phải đu càng vậy? Thứ nhất là nó có tài mà vua Ngụy không trọng dụng nó. Mà thứ hai là chính sách thu hút người tài của Tần Hiếu Công. Anh sẽ nói một video về Tần Hiếu Công sau. Tần Hiếu Công cử mật thám CIA đi khắp lục quốc luôn. Cử gián điệp, hệ thống tình báo đó em. Hệ thống tình báo của nước Tần á đi khắp lục quốc luôn để trọng dụng người tài. Me me thằng nào con ông cháu cha này nọ chọc cắt tiểu để cho nó không được làm quan. Xong mà đem về nước mình. Đó. Nói chung là đây cũng là một cái câu chuyện. Nhưng mà cái câu chuyện đó là của Tần Hiếu Công. Anh sẽ nói video khác. Nó tóm lại Dạy Ưởng qua nước Tần. Qua nước Tần được làm chức bự như chức tể tướng vậy đó. Nói chung cái chức hồi xưa quan tâm làm gì. Nó kêu là thương quân đó. Nó nhưng mà nó ngang hàng với tể tướng. Như vậy đi. Thì cái điều đó đó nó làm cho mấy cái thằng mà hoàng thân quốc thích nó không thích mấy em. Nó không thích. Nó. Nhưng mà thôi cái chuyện đó kệ bà tụi mày không thích thì thôi kệ cái tía tụi mày chứ tao Thương Ưởng tao ngán nào. Bây giờ anh nói tới cái chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai cũng là về Thương Ưởng, Dạy Ưởng này luôn. Đó là cái câu chuyện Thương Ưởng nó ba lần nó gặp Tần Hiếu Công. Gặp vua Tần Hiếu Công là Doanh Cừ Lương. Doanh Cừ Lương Tần Hiếu Công. Mà vua này là một trong vua rất giỏi của nước Tần. Nó chém gió nữa nè, kể cho nghe chém gió. Lần đầu tiên á nó vô nó gặp vua nó, ông vua nó hỏi mày có kế gì không, nó nghe chơi coi. Có kế gì không, nó nghe chơi coi. Vua nó Thương Ưởng nói kế mẹ gì đâu, thôi giờ thì ông dùng chính sách gọi là đế đạo đi. Xong rồi cái kia nó ngồi nó nghe nó trời mẹ ơi, đế đạo mà làm cho đất nước mạnh được thì tao đế lâu rồi.
Vậy thì đế đạo là cái gì? Nói chung đế đạo là cái kiến, là cái học thuyết, nó giống như là bây giờ là khuyên con người ta sống thiện, sống lành, sống tốt thôi, kệ mẹ nó. Bây giờ nhỏ đó nó mình phải chứng tỏ bằng lòng thành đó, mình cua nó, mình quỳ gối 3 ngày 6 đêm 12 tháng gì đó, ABC các kéo, để cho con nhỏ nó cảm động rồi xong rồi nó có cái lòng nó thích mình rồi nó theo mình này nọ kia. Thì cái chuyện đó sao áp dụng đất nước bây giờ được? Tần Hiếu Công chửi liền, nó sao mày khùng quá, mày biến đi, mày tưởng đâu mày hay lắm, mày cũng như mấy thằng nho sĩ kia thôi. Nó xong rồi về cái thằng bạn của con Dễ Ưởng, là thằng dắt Dễ Ưởng vô tôi là cảnh giám. Nó nói cho đó ông nội, ông ơi tôi dẫn ông vô gặp vua, tưởng đâu ông staff làm sao, đâu có tưởng ông vô ông xin việc hay sao, ông vô ông chọc cho nó chửi rồi sao nó nhận ông. Nó không nhận ông mà tôi được chút cháo rồi đâu, tôi là người tiến cử mà. Cái thằng Thương Ưởng nói yên tâm đi, tao có chiêu hết. Nó chiêu gì nữa, ông sắp bị đuổi rồi. Nói giờ đầu tiên á, muốn bán được giá cao á thì thằng khách mua nó phải có nhiều tiền và nó biết nhìn hàng. Thằng kia cũng chưa hiểu nữa. Xong Thương Ưởng nói là thôi ông giận, ông giới thiệu lần hai cho tôi đi, lần hai tôi vô gặp vua này tôi chém gió nữa. Xong qua lần hai chơi chiêu khác, không chơi đế đạo nữa, chơi dương đạo. Wow. Nói chung là mấy cái này là phụ nghiệp triết học cho mấy em. Cái này là mấy cái triết học phương Đông đó, nhưng mà anh thông qua câu chuyện của Vệ Ưởng anh trai truyền tải cho mấy em thôi. Dương đạo là gì? Dương đạo nó là dần vua thôi, cai trị nhân xã hội hiền lành này nọ kia, ABC các kiểu, cuộc khuyên con người ta sống chuẩn mực. Nói chung dương đạo nó giống như đế đạo thôi, nhưng mà đế đạo, dương đạo nó nói về vua, còn đế đạo thì nó nói về để cho người ta tự nguyện này nọ kia, cuộc sống hướng về chân thiện mỹ. Thằng kia nó chán tập 2 rồi, thằng vua nó chán tập 2 rồi, nó cũng đuổi về luôn. Xong rồi cái lần thứ 3 nữa, cảnh giám này bạn Dễ Ưởng mà, nó cũng chán rồi, nó thôi tao mày đi luôn đi, mày ở đây chung mày không chém con tao giờ nữa. Nó cái tật tao giới thiệu mà hai lần không được, nó chém mấy con khỉ về, yên tâm đi, vua này dưới cơ tao, để tao tự tin lắm em, đi xin việc mà tự tin vậy đó. Đó xong qua lần thứ ba là bảo đảm lần này chắc chắn xong, mà không những xong tao còn làm tể tướng nữa. Nó thiệt không ba, chơi phát vậy luôn hả, mày chém gió hơn Duy Nguyễn rồi đó. Đó xong lần thứ ba Dễ Ưởng đưa cái thuyết nào ra biết không? Chơi tới cái thuyết bá đạo, quá hợp với vua Tần luôn. Bá đạo là đúng em, bá đạo là đúng. Vậy thì cái gì gọi là bá đạo? Ví dụ giờ mày cua con nhỏ đó, đó mày cua con nhỏ đó là cua hoài không dính, đúng không? Cua hoài không dính luôn, bữa nọ chụp thuốc mê nó, gõ nó một cái rồi xong dính luôn. Cái đó kia là cua gái bá đạo. Thì cái từ bá đạo nó được dùng rất là nhiều lần. Vậy bá đạo là gì? Tức là bá đạo là quản lý xã hội bằng bạo lực, quản lý xã hội bằng sự gọi là ép áp bức, gọi là này nọ kia. Nhưng mà không phải là áp bức quá, nói chung áp bức hay là gì đó nó phải có cái cách của nó. Vậy thì cái học thuyết bá đạo này á, nó được vua Tần Hiếu Công rất là thích. Tại vì sao? Tại vì vua Tần á, nói chung không phải vua Tần thằng nào á, cái thời điểm bây giờ nó rất là cái mộng mà mộng bá quyền hết á. Cái mộng bá quyền thì nó phải xây bá đạo, nhớ câu này cho anh. Thằng nào muốn bá quyền thì thằng đó phải bá đạo, đúng không? Bây giờ nguyên một cái muôn nhà Chu rộng lớn, nó chia năm xẻ bảy ra cái chục nước, thì ai mà chả muốn ăn hết mấy nước kia, đúng không? Thì cái chuyện mà bá đạo nó sẽ giúp cho thằng vua nó thành được bá nghiệp. Wow. Thì vua nó thích, thằng vua nó trọng dụng liền, nó ok để bá đạo đó. Bây giờ phải làm gì? Nước Tần tao còn yếu lắm, chưa bá đạo được. Đúng vấn đề, đúng vấn đề, đúng vấn đề, nước Tần còn yếu quá. Vậy thì làm sao để nước Tần mạnh lên? Đó là cái câu chuyện tiếp theo của Vệ Ưởng, đó là biến pháp. Đó, phải giờ hai vấn đề nha, một Vệ Ưởng là ai ha, thứ hai á là Vệ Ưởng gặp vua Danh Cừ Lương như thế nào nha, rồi thứ ba bây giờ là biến pháp của Vệ Ưởng. Biến pháp là gì? Nó giống như cải cách vậy thôi. Đó, Vệ Ưởng đã thực hiện biến pháp thành công, biến một nước Tần từ nghèo đói lạc hậu thành một đất nước dư ăn dư để, quân đội tinh nhuệ, đúng không? Tranh bá chư hầu. Wow. Đó, hay gì đó em. Nên Vệ Ưởng công rất lớn. Vậy thì nội dung biến pháp, anh xin nói những điểm sau đây. Nói những điểm sau đây thôi chứ dài quá nói nổi mày ơi. Thứ nhất là phải tước đi quyền lợi của thế tộc. Cái này giống như cải cách ruộng đất nè. Đó, tụi em tìm hiểu thêm, cái này giống như cải cách ruộng đất. Tước đi quyền lợi của thế tộc đàng hoàng. Tại vì thế tộc là gì? Ngày xưa những đất nước nó có những cái họ lớn, nó có những cái họ lớn, em hiểu không? Thì nó kêu là những cái thế tộc.
Thế giống như nước Tần á, là họ gì? Họ Doanh. Vua Tần Thái Hoàng danh chính mà, Doanh Cừ Lương vậy. Họ Doanh là họ chính, họ lớn nhất nước Tần, họ lãnh đạo nước Tần. Thì những cái thế tộc này họ đang có những cái quyền lợi rất lớn. Tất cả đất đai, lãnh thổ, rồi gái, ghế guốc, người hầu, người hạ gì đó, đầy đủ hết. Nhưng mà bây giờ cái biến pháp này á, của thằng Thương Ưởng nó giúp cho nước Tần công bằng hơn. Nước Tần công bằng hơn, nó tước bỏ gần như là hết quyền lợi của thế tộc. Nó không cho thế tộc những cái đó nữa, bắt thế tộc phải nộp lại điền địa. Phong điền đó, nó kêu là phong địa đó. Nó phong địa thế tử, phong địa hoàng gia, phong địa thằng Danh Kỳ ABC. Nộp lại hết cho tôi, để tôi chia ra cho người cày có ruộng, để tôi chia ra cho người lao động. Là người lao động họ có được tài sản, họ có được này nọ kia để họ lao động và từ đó họ đóng thuế. Cái biến pháp của Dạy Ưởng nó hướng về dân nghèo, nó giúp cho người ta tức là không còn là nô lệ nữa mà là một công dân thực sự. Đầu tiên là cấp thẻ xanh 5 năm đó, rồi sau đó là thi vô quốc tịch nước Tần. Hả mấy em hiểu không? Nhưng nô lệ làm gì có thẻ, mày đu càng qua mày chưa có thẻ, xiền luôn, phải cấp thẻ xanh đó. Tự nhiên cấp thẻ xanh luôn, không cần gì trên trời á. Mày cứ ở nước Tần là cấp thẻ xanh chấp cho mày cái mẫu ruộng. Wow. Để mày làm ăn, để mày canh tác, mày đóng thuế cho chính phủ, thì giúp cho nước Tần nó mạnh lên. Chứ ngày trước đóng thuế đâu đóng cho chính phủ đâu. Ngày trước đóng thuế đóng cho mấy thằng đại gia, mấy thằng thế tộc đó. Rồi khi mà chiến tranh nổ ra thì đi xin tiền mấy thằng thế tộc, đồ nó thích nó cho, nó thích thôi à. Đó, còn bây giờ đóng thuế cho chính phủ. Hiểu chưa? Đó là một cái rất khác mà nó làm cho người lao động người ta rất là thích, người ta rất là giàu. Và cái gọi là cái dòng người nó di cư á, đi qua nước Tần ngày càng lớn. Nhưng mà thằng thế tộc nó cay đó. Thằng thế tộc giờ nó chỉ khá chút đỉnh hà, chứ nó không còn ho được chi xưa nữa, nên nó rất là ghét Dạy Ưởng. Mà Dạy Ưởng nó còn chính sách nó rất là man rợ, vậy nó mới là bá đạo, chứ không nó là dương đạo rồi. Chính sách gì biết không? Ở nhà mà có hai thằng con trai không cho ở chung nha, nó sợ chơi BD ba ơi. Nó sợ chơi BD, hiểu không? Hai thằng trai không cho ở chung. Anh giỡn thôi, chứ là nó tách ra vậy nè em. Hai thằng trai không được ở chung cha mẹ, phải tách ra riêng làm hai ba hộ, để từ hai ba hộ đó phát triển đóng thuế cho nhà nước, làm cho nhà nước thu nhiều hơn và làm cho sức dân mạnh hơn. Đó, cái biến pháp đó nó vi phạm nhân quyền cực lớn luôn nha. Nó vi phạm cái quyền sinh sống, quyền ăn ở, nói chung là nó hơi bá đạo. Tại vì ổng xây dựng theo tiết bá đạo, mà Vệ Ưởng là người theo tư tưởng Pháp gia nữa. Pháp gia này Mặt gia nó ghét lắm. Chút kể câu chuyện Mặt gia ám sát Vệ Ưởng nữa nè. Không mà nó dài quá đó, râu ria cắm lợn, không kể ha. Vậy thì ở trong cái vấn đề biến pháp này, nó giúp cho nước Tần nó có luật pháp. Nó không có luật pháp là cái căn bản để điều hành đất nước, mà bây giờ nhờ thằng Vệ Ưởng này nước Tần nó đã có luật pháp. Ngày xưa nó không có luật pháp. Ngày xưa nếu mà lỡ thằng vua gì, thằng em vua, thằng anh vua nó hiếp dâm thiếu nữ gì đó thì cãi bà nó, nhỏ kia bị xui đi. Tại vì tao là giống rồng mà, tao là nọc rồng, tao hiếp mày thì mày có lợi, chứ không phải tao, nên nó bá đạo lắm. Giờ thì cái hiến pháp này không có quy định luôn, tao cóc cần biết mày là thằng thế tộc hay mày là thằng dân đen, mày phạm tội như nhau và thậm chí thế tộc nặng hơn. Anh lấy một cái ví dụ. Trong tất cả những cái huyện của ông Tần á, nó có huyện tên là huyện Thương Du. Cái huyện đó nó giống như là Lido Sài Gòn của Cali vậy đó mấy em. Wow. Hiểu không? Huyện Thương Du này nọ kia. Thì trong cái huyện đó đó, người dân á, người ta có được cái phong địa. Ngày trước là phong địa của thằng Thái Tử. Thằng Thái Tử là Doanh Tứ. Đó. Nhưng mà bây giờ bị tước phong địa rồi, thì đất nó trả về cho dân. Nó chỉ nộp thuế một phần nhỏ cho thằng Thái Tử thôi, và nó nộp lại cho chính phủ nữa. Thì trong khi mà cái huyện Thương Du đó nó đi nộp thuế, thì nó chở lúa, nhưng mà nó bị cái bọn mà cái bọn Sầm Long Mất Dạy, là cái bọn mà bọn phản cái phản biến pháp, là cái bọn mà gọi là Cam Long và Đỗ Chí. Hai này nổi tiếng nè, Cam Long và Đỗ Chí, là nó cho người nó đổ cát, đổ đất vô trong mấy cái bao lúa đó, xong rồi cái thằng kia nó chở tới cho Thái Tử. Thái Tử đem ra mở ra coi. Thằng Thái Tử lúc này nó đang dậy thì mày ơi, nó mới nhú vài cộng mà, nó chừng 14-15 tuổi gì thôi. Nó mở ra coi thấy đất không à. Cái đó nói là cái huyện Thương Du này lừa đảo nó. Nó đi nó chém chết, nó đâm chết ngắt cái thằng mà giao lúa luôn. Xong rồi nó dẫn quân đội tới cái huyện Thương Du, nó thảm sát. Thằng Thái Tử chó má vậy đó. Nó thảm sát nguyên cái dân làng luôn. Xong rồi từ cái huyện Thương Du đó nó đi biểu tình. Nó
nó đi vô tình nó phản tầng luôn. Nó nói giờ tầng tầng độ tầng có thể tử chó má quá, nó đi nó phản tầng, nó kéo theo những quyển khác phản tầng, di cư khỏi nước tầng, không đánh trận cho tầng nữa. Nó đâm ra một làn sóng bất mãn cực độ, mà cái bọn Cam Long với Đỗ Chí lợi dụng giật giật dây lên để cho dễ ưởng mất uy tín. Nó giống như là câu chuyện bây giờ ông Trump ông bị đánh hầu đồng vậy đó. Nó lợi dụng cái sự việc này, sự việc họ để đập ông Donald Trump. Thì ngày xưa đập ông dễ ưởng vậy thôi. Xong rồi cái dễ ưởng nó đứng ra nó xử lý cái chuyện này. Nó xử lý cái chuyện này rất công bằng. Đầu tiên á, là thằng Thế Tử này tuổi là vị thành niên. Ta mới nói mày nó 14, 15 tuổi nó mới có nhúng có dạy trọng mà. Nên nó hành động nó khùng khùng vậy đó. Nó nên nó chưa có bị trị tội. Vậy thì cái thằng mà gọi là giống như đỡ đầu cho nó, cái thằng bảo hộ cho nó thì phải đứng ra chịu thay. Vậy thì cái thằng bảo hộ cho nó vô tình trong giai đoạn này á là Thái Tử Kỳ. Thái Tử Kỳ hay là Doanh Kỳ là anh của Doanh Cừ Lương nữa. Mà ngày xưa thằng cha truyền ngôi cho thằng em, không truyền ngôi cho thằng anh. Nó nên nói về vị thế thằng Doanh Cừ nó còn, thằng Doanh Kỳ nó còn cao hơn Doanh Cừ Lương nữa. Nhưng mà bây giờ đứng trước cái biến pháp này, nó thì phải xử Doanh Kỳ này, chứ không xử Doanh Kỳ này á thì cái huyện Thương Du nó phản và tất cả những cái huyện khác nó cũng đứng vậy nó bỏ đi. Đó, nên dễ ưởng á xử thằng Doanh Kỳ cắt lỗ mũi. Cắt lỗ mũi mà em. Nhục lắm. Thằng Doanh Kỳ ngày xưa đó, chức của nó là ngang chức gì bây giờ? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày xưa đi quýnh lộn á là Doanh Kỳ á làm nguyên soái. Mà bây giờ phải đứng trước ba quân cắt lỗ mũi mình. Đâu khi đâu phải tội tại mình làm đâu. Tội tại thằng cháu mình mà. Thằng cháu mình nó trấu tre làm giờ mình mang nhục. Nó nên từ đó Doanh Kỳ ôm cái hận dễ ưởng này. Doanh Kỳ ôm cái hận dễ ưởng. Nhưng mà qua cái việc làm của dễ ưởng này thì dân nó rất là tin tưởng vào biến pháp. Nó một lòng cho nước Tần, nó làm 3K một ngày. Nó làm tối ngày sáng đêm, đàn bà cũng làm. Từ đó sản lượng sản vật của nước Tần nó rất là lớn. Chính phủ giàu này nọ kia giàu đến ABC. Nó tóm lại, đó là biến pháp. Thêm một cái nữa, trong cái câu chuyện biến pháp đó, là mấy thằng Thương Phế Binh sao? Em có nghe nói tới mấy thằng Thương Phế Binh chưa? Ngày xưa Thương Phế Binh đi bán giấy số này nọ các kiểu không ai lo đó. Đi quýnh lộn về rồi già rồi này nọ kia đó. Thì thằng Thương Ưởng này nó nhìn vô cái điểm đó nó không được rồi. Đó, ông lợi dụng con người ta đi quýnh trận cho ông. Xong rồi về ông bỏ con người ta cho con chó vậy đó. Thì ai mà đánh cho anh? Đúng không? Nên sau này á, thì Thương Ưởng nó biến pháp trong cái vấn đề quân đội luôn. Tức là ông đi đánh trận á, ông chỉ còn chặt đầu bao nhiêu thằng là ông lên được chức gì, chức gì, chức gì, tôi cóc cũng biết ông là ai. Đó, và được thưởng tiền, thưởng đất, thưởng ruộng, thưởng đàn bà luôn. Đó, nên đâm ra dân nó rất là máu đánh giặc. Rất là máu đánh. Có những thằng nó đâu ăn học gì đâu. Bây giờ cho tao ra trận đi, tao chém đầu vài ngụy cái tao đổi đời. Đó, nên bạn thấy là quân đội nhà Tần ngày xưa rất là bạo, rất là khát máu. Là một phần nó nhờ chính sách này của Thương Ưởng, nó tạo cho người ta sẵn sàng chết vì nước Tần. Chứ ngày xưa đó thì đánh trận xong bị tên bắn lũng giò lũng cẳng này này nọ kia các kiểu thì đâu có ai cho gì đâu. Nhưng mà cái biến pháp này nó chỉ cho quân đội nữa, nên quân đội Tần rất là hùng mạnh. Rồi tiếp theo, anh nói về đàn bà. Đàn bà là một phần tất yếu cuộc sống, em đồng ý không? Đời này không thể nào sống được nếu thiếu đàn bà. Nó mà Thương Ưởng đó, cuộc đời của nó thiệt chứ mẹ, nó thành công quá mẹ ơi. Làm quan to, nhà cao, cửa rộng này nọ kia, thay đổi nước Tần, lưu danh thanh sử ngàn năm về sau, để ngày hôm nay cách ngày xưa 2500 năm mà có thằng Duy Nguyễn nó ngồi tốn một thời gian video nó đam luôn. Lời không em? Lời sống lời. Vậy thì đàn bà của ông Thương Ưởng là ai? Thương Ưởng nó có hai người đàn bà mấy em. Một con nhỏ nó yêu với một con nhỏ nó lấy gì động cơ chính trị mấy em. Đời mà đàn ông gọi là giống như là một con thuyền giữa dòng nước nha. Tới cái bến nào cái lạng như cái bến đó. Đúng không? Khổ lắm. Số phận đàn ông khổ lắm em. Bởi vì từ đó mới sáng tác ra bài Yêu một người mà ở bên một người. Đó, thằng tác giả bài hát đó đó là ngày xưa trước khi nó sáng tác bài hát đó nó nghe câu chuyện của anh kể về Thương Ưởng. Thương Ưởng nó yêu con Bạch Tuyết. Con Bạch Tuyết nó lạc bảy chú lùng nó qua tới đây nè. Anh giỡn thôi mày ơi, con nhỏ đó tên là Bạch Tuyết thôi. Nghe, mà con Bạch Tuyết là nhỏ nào? Con Bạch Tuyết là con nhỏ Cao Duyên Duyên ba ơi. Mà biết Cao Duyên Duyên không? Biết Cao Duyên Duyên không? Trời ơi, Cao Duyên Duyên là nghệ sĩ nổi tiếng mà không biết.
Cao Viên Viên đóng vai con nhỏ nào? Chu Chỉ Nhược. Đóng vai con Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược đóng cặp viên nào? Ngủ A Ca. Ngủ A Ca đóng cặp vai Tiểu Di. Thôi đừng đi vòng vòng nữa lọn. Nghe. Nói tóm lại, tóm lại nó thích con Cao Viên Viên tại vì con nhỏ này đẹp quá thôi. Nhỏ này mong mẩy quá, nó thích. Đó, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà hai đứa đến nhau đến một tình yêu trong sáng ở nước ngụy. Nhưng mà thằng này nó phải vô nước Tần không biết ngày nào gặp lại. Mà nhỏ kia là thương nhân, nó đi qua đi lại. Nó nên hai đứa lâu lâu cũng có gặp nhau. Nhưng mà cuộc tình yêu nó không đến được với nhau em. Nó không đến được với nhau mà nó buộc lòng phải lấy nhỏ công chúa. Nhưng mà trước khi không đến được với nhau, nó cũng gắng đẩy một nháy. Kết quả lòi răng cu. Lòi răng cu. Rồi ok. Ai biết con của Thương Ngưỡng là ai? Comment vô. Comment vô đây. Câu hỏi phụ đó. Vậy thì tại sao nó phải lấy công chúa? Tại đơn giản rằng bây giờ á, làng Thương Ngưỡng á, nó gây thù chuốc oán quá nhiều với mấy thằng hoàng thân quốc thích rồi, với mấy thằng đại gia rồi. Nó đụng chạm tới lợi ích nhóm ghê lắm em. Nên thằng này có khả năng bị chết. Mấy thằng kia giết chứ. Vậy thì bây giờ đã có thằng vua là Danh Cừ Lương đỡ đầu, đúng không? Thì nó lấy thêm nhỏ em của thằng Danh Cừ Lương nữa là kể như cái thế đó rất là vững chắc, không ai dám đụng tới nó. Nó biến pháp có cả hoàng gia chống lưng. Rồi cái họ lớn nhất của nước Tần chống lưng nó đâu có sợ. Nên nó bắt buộc phải lấy nhỏ này. Mà nhỏ này yêu nó thiệt. Wow. Nhỏ này rất yêu nó. Nhỏ đó đó. Đó là chuyện tình cảm. Hai người phụ nữ chết cùng Thương Ngưỡng luôn. Hai người phụ nữ chết cùng Thương Ngưỡng. Rồi bây giờ anh nói tới cái chết Thương Ngưỡng để kết thúc video đi, dài quá. Thương Ngưỡng chết như một định mệnh. Nó à thôi khoan, chết xui quá. Nói về công trạng nó còn hai công nữa. Nó còn hai công lớn lắm mà nó nhỏ nhỏ, nó nói cho tụi em hiểu thôi. Cái công thứ nhất là tay trái á là xây Hàm Dương Cung, tay phải đánh trận Hà Tây. Wow. Đúng không? Nước thằng Thương Ưởng nó đến nước Tần nó mang về ba cái công. Ba cái công. Cái công đầu tiên là biến pháp. Nó thì biến pháp nó giúp cho nước Tần có sản vật, giúp nước Tần giàu lên, từ cái sự giàu đó làm hai cái công tiếp theo. Cái công đánh trận Hà Tây và cái công thứ hai á là cái công xây thành Hàm Dương. Đánh trận Hà Tây anh sẽ nói thành một video khác, tại vì nó dài dòng lắm, nó rất là dài mà nó hay nữa, nó có ý nghĩa chiến lược. Thì anh nói trận xây cung Hàm Dương. Cái cung Hàm Dương của nước Tần được xây vào thời của Thương Ưởng. Ngày xưa nghèo chết mẹ trong núi không mà ba ơi. Nó thiệt với mẹ, nước Tần ngày xưa trước thời Thương Ưởng nó nghèo như mõm chó vậy đó. Ở toàn là nhà lá bị dột không à, thành của nó nhìn như cái miếu á. Nó nhưng mà khi Thương Ưởng nó qua đó, nó giúp cho GDP của nước Tần tăng hàng trăm lần, đúng không? Xuất siêu luôn, hồi xưa toàn nhập siêu không, bây giờ xuất siêu luôn em. Rồi xong rồi xây cung Hàm Dương. Trong xây cung Hàm Dương nó có cái chuyện như nè, tức là Danh Cừ Lương nó cho Thương Ưởng toàn quyền để xây luôn đó. Nhưng mà Thương Ưởng á, tiền đâu phải của nó đâu, tiền của nước Tần. Nó xây cái cung bự gấp 10 lần cái cung của nước khác. Xong mà cái thằng vua nó hỏi: ủa sao mà ông mà mày xây cái cung bự vậy? Xây vậy tốn tiền quá mày ơi, tốn tiền như tốn nhân công quá. Cái nói: tôi gặp đại dương đó là tôi hiến cho đại dương cái kế trăm năm, chứ tôi không có hiến cho đại dương cái kế trăm ngày, đúng không? Thì tôi biến pháp nước Tần nó mạnh mẽ như vậy đó, để nước Tần chi đi xâm chiếm nước người ta, thì ông phải tính rằng 10 năm sau ông xâm chiếm được mớ nước rồi, thì lúc đó là dân số của ông tăng lên nhiều rồi, đúng không? Thì ông phải dự trù cái kinh đô nó bự như vậy. Nó cái kinh đô nó bự như vậy á, để nó thể hiện được cái oai quy của nước Tần, và nó để cho dân chúng an cư lạc nghiệp của nước Tần, và sau này nó còn điểm đến là cái sự thu hút đầu tư. Wow. Thu hút vốn FDI của những thương nhân nước khác. Wow. Ông ý rằng nó đúng ghê mày. Nói đúng ghê luôn. Nên sau này nước Tần nó được buôn bán rất dồn dập. Cái này là cái công đầu của Dị Ưởng. Dị Ưởng có tầm nhìn. Dị Ưởng xây cái cung đó rất là hay. Đó, rồi cái công thứ hai là công đánh trận Hà Tây. Đánh trận Hà Tây là một trận đánh lịch sử mang tính chất bước ngoặt. Đúng không? Nó khẳng định vị thế nước Tần. Nó trả thù lại cho cha anh ngày xưa. Và nó làm cho nước Ngụy chuẩn bị sụp đổ luôn. Đó, đó là cái công của Dị Ưởng. Nhưng mà cái con đường đi đến Dị Ưởng nó không phải thành công. Nói chung á, ngày xưa đó, đi qua nước Tần mà gọi đi kiếm tiền á, thì nó không phải con mình Dị Ưởng, mà nó có nhiều thằng, 300-400 thằng lận. Nhưng mà mấy thằng chó kia kìa, nó qua đó, nó gặp thằng vua, nó đòi làm quan liền. Nó đòi làm quan liền mấy em.
Nhưng mà đâu có được, đâu có tự nhiên mà vô mà chưa sâu kia mà đòi lương tao một tay chết mẹ. Hợp lý không em? Mà vô mà xin việc làm mà chưa sâu kia mà ra đòi lương bụp luôn chứ đó là làm quan. Nhưng mà thằng dạy ưởng nữa khác. Nó vô gặp tần gặp vua, lúc mà nó đông lên phải gặp riêng nha, nó gặp rất là đông. Nó gặp rất là đông. Nhưng mà ở câu chuyện mà cái apply xin việc của dạy ưởng rất là hay, anh kể đây. Thứ nhất là nó đi đường chính đạo, nó không đi đường con ông cháu cha nâng đỡ. Nó không có thực hiện nhất quan hệ mà nhì tiền tệ. Tao nói với mày sao? Con nhỏ công chúa đó, nó qua bên nước Ngụy, nó gặp dạy ưởng, nó rất là thích. Nó mến tài dạy ưởng và nó về rồi nó giới thiệu là vua nhận liền. Tao nói em vua mà. Mà vua sai đi kiếm người tài nữa. Đó, cái mối quan hệ nó không xài. Cái mối quan hệ nó không xài nha. Nhưng mà nó vô, nó đứng chung với 300-400 thằng du học sinh khác. Nó ngồi nó thuyết gió, nó nói chuyện này nọ kia. Nó nghe tài hùng biện của danh Cửa Lương. Nhưng mà nó nói một câu rất là hay. Thôi à, để tôi đi tìm hiểu trước đi, rồi tôi về tôi hiến kế sau. Nhưng mà thằng danh Cửa Lương nó cũng muốn như vậy. Nó cho tiền mỗi thằng 100 lượng, trong vòng 3 tháng đi khắp nước Tần đi, rồi sau đây chúng ta ngồi nói chuyện. Cái này là cái chính sách rất hay của danh Cửa Lương, mà anh sẽ làm trong video của danh Cửa Lương. Anh không làm trong video về ứng đó, nên cái con đường xin việc của Vệ Ưởng rất đẳng cấp mấy em. Anh thích vậy đó, anh thích nhất thằng nhân viên nó như vậy. Rồi giờ nói tới cái chết Vệ Ưởng để cho kết thúc video đi, dài quá mấy em thông cảm mấy em. Mấy này nó nhiều chuyện lắm, cuộc đời người ta sống cả 100 năm, anh nói có một chút xíu rồi, vậy là ngắn lắm rồi đó, thông cảm nghe. Vệ Ưởng phải chết, tại vì danh Cừu Lương chết là Vệ Ưởng sao nó sống, đúng không? Nhưng mà Vệ Ưởng nó đánh thắng trận Hà Tây, nó chọc giận nước Ngụy. Lúc mà nó biết nó sắp chết, nó chạy nước Ngụy tính trốn. Đúng không? Nhưng mà thằng Công Tử Ngang nó chặn xe nào không cho đi. Nó nói ê bắt bò đâu. Nó bắt bò mẹ gì ba. Xong cái nó không bắt bò không đi. Ê thằng khốn nạn. Mày lợi dụng là chuyện công mày báo chuyện tư hả mày? Bây giờ tao với mày là chơi theo tư tưởng của Mỹ Đế, quýnh lộn thắng thua thôi không giận. Thắng thua thôi không giận, tự nhiên giờ mày giận tao không cho tao vô. Thằng kia nói ừ mày chơi tư tưởng Mỹ Đế kệ mẹ mày, tao chơi tư tưởng Việt Nam. Biết. Làm cho thằng Dự Ứng nó phải quay đầu về nước Tần. Quay đầu nước Tần bị bắt nhốt. Bị bắt nhốt xong rồi cái lúc đó là thằng danh Cửu Lương chết rồi. Tới thằng con danh Tứ lên ngôi. Mà danh Tứ nó thù này như vậy mà. Tại vì thì thằng này mà thằng danh Tứ nó mới bị lưu đài. Vì thằng này mà thằng sư phụ thằng danh Tứ mới bị cắt lỗ mũi, nó nhớ chưa? Vì thằng này á thì bà con hoàng thân quốc thích của danh Tứ nó bị mất quyền lợi. Thì bây giờ ta phải trả thù chứ. Nó thêm lúc đó là Cam Long với Đỗ Chí nó đốc vô nữa. Nó đốc vô đốc riết này nọ kia. Rồi bà Thái Hậu thì cũng đai rồi. Rồi thằng vua thì cũng đai rồi. Con nhỏ em khuyên không được, tức quá cũng chết ngắt luôn rồi. Đâu còn ai binh nữa đâu. Đúng không? Chỉ còn quân đội binh thôi, quân đội nó kêu đổi chánh rồi đó. Nhưng mà thằng này nó chơi đẹp, nó không đổi chánh thôi. Nó thôi không đổi chánh. Nó nói, ta sống trên đời, ta làm được những chuyện hy hữu như vậy, ta làm những chuyện để đời vậy thôi, ta chết cũng tội nguyện. Đó. Nên nó bị ngũ mã phanh thây, mấy em, ngủ 5 con bò. 5 con bò phanh thây, chết rất là thảm thiết. Nhưng mà cái chết của Vệ Ưởng là tất yếu. Nhưng mà trước khi chết, con nhỏ Cao Duyên Duyên đi trước một bước. Hai đứa ra pháp trường. Dân nó khóc quá trời luôn. Dân nó khóc tựa lưa học vua. Lúc đó là giữa mùa hè mà tuyết đổ. Đó. Bây giờ mới có nickname mà tuyết rơi mùa hè đó mấy em. Là từ những câu chuyện đó mà ra đó. Xong nhỏ Cao Duyên Duyên cầm bầu rượu. Thôi bây giờ nói chung á là con của chúng ta, em đã gả cho nó vô chỗ chăn êm niệm ấm rồi. Nó có vợ rồi, sau này nó sẽ truyền độc ra mấy thằng dễ con nữa. Đó. Nên sau này con làm vệ sĩ đó mấy em. Hiểu không? Con về Ưởng sau này làm vệ sĩ nha. Rồi uống bình rượu độc. Chết. Cái chết rất đẹp. Cái chết rất phim mấy em. Tao kể cái chết trong phim mà. Còn ở ngoài nó chết sao kệ bà, ai biết. Đúng không? Ở ngoài nó chết sao kệ bà đó. Ừ. Đó là tập cuối của phim nha, Đại Tần Đế Quốc. Nói chung anh đi cái luồng kiến thức của anh nó đi từ nhiều chỗ lắm em. Chứ không có một nguồn nào cả. Mà là nhiều nguồn, nó kết hợp với sự vận dụng những kiến thức thực tiễn ngày nay để nói vô cho mấy em dễ hiểu. Đi qua một nước khác là phải có passport. Mà passport mà chưa làm thì mày đai đi con. Chưa kể tới chuyện xin visa nữa. Rồi đi du học các kiểu nha mấy em. Thì anh hy vọng là tụi em hiểu được về một nhân vật Vệ Ưởng. Thương Ưởng. Đó, Vệ Ưởng hay là Thương Ưởng. Là một người bạn tri kỷ của vị vua Doanh Cừu Lương. Một vị vua đặt cái nền móng cho nước Tần để sau này nước Tần thống nhất lục quốc. Rang con Tần Thủy Hoàng lắm em.
con sau này nha chú Phan, con tặng thứ quà là con của Danh Cừ Lương nha. Thôi video xin được khép lại, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nha, mấy bạn nào thích chủ đề này thì phải share, like đó, rồi theo dõi lên follow cái kênh Facebook nữa. Kênh Facebook của Duy Nguyễn là Duy Nguyễn Tết Xanh. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Đi xây dựng đời riêng mơ đích thực, bằng sức mạnh đôi bàn tay uyên uy, đầy oai phong ôm trọn cả núi sông, ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa, địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai, hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung. Khi bên ta em sướng danh mỹ nữ, ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên.